Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin thời sự trong ngày hôm nay của chúng tôi. vụ dẫm đạp lên nhau tại Hán Thành. Sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 10, Đức Thanh Cha nói Chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Chúa Phục Sinh cho những người, đặc biệt là những người trẻ tuổi đã chết ở Hán Thành do hậu quả bi thảm của một đám đông đột ngột có quá nhiều người. Các nhà chức trách Hàn Quốc hôm Chủ nhật đã điều tra vụ gia tăng đám đông quá nhanh giết chết ít nhất 154 người tham gia các bữa tiệc Halloween ở Hán Thành. Khi quốc gia này đang cố gắng đối mặt với một trong những thảm họa tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đất nước đã bắt đầu một thời gian tan tốc, kéo dài một tuần, trong khi các quan chức cố gắng tìm hiểu xem cơn bão tàn khốc đã diễn ra như thế nào. Ít nhất 26 công dân nước ngoài, bao gồm cả hai công dân Hoa Kỳ, nằm trong số những người thiệt mạng. Hơn một chục đại sứ quán trên toàn cầu đã xác nhận nạn nhân từ đất nước của họ. Điều gì đã gây ra sự gia tăng hôm thứ Bảy là không rõ ràng. Nhưng các nhân chứng cho biết, những người tham gia tiệc tùng đã chật cứng trong các con phố hẹp ở khu giải trí về đêm Itaewon của thủ đô. Khi mọi người tận hưởng ngày cuối tuần Halloween đầu tiên kể từ khi các quy định của COVID-19 được dỡ bỏ, Gần như tất cả các nạn nhân, ít nhất 153 người đã được xác định danh tính. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, còn số này bao gồm 56 nam giới và 97 phụ nữ. Bộ cho biết, tính đến 4 giờ sáng ngày thứ Hai 31 tháng 10 theo giờ địa phương, số người bị thương đã lên đến 133 người, trong đó 37 người bị thương nặng. Emily Farmer, một giáo viên tiếng Anh 27 tuổi ở Hán Thành, người đang đi ngang qua Itaewon nói với CNN, có những hàng dài người chết được phủ bằng những tấm bạc trên đường phố. Farmer và những người bạn của cô đã bị choáng ngợp bởi đám đông trên đường phố và quyết định bước vào một quán bar. Ngay sau đó, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng ai đó đã chết và những người khác được yêu cầu đừng ra ngoài. Farmer cho biết cô đã nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ chính phủ cảnh báo họ về một tình huống nguy hiểm trong khu vực. Nó thật kinh khủng, cô nói, không phải tất cả mọi người đều chết ngay lập tức. Nhiều người đã khóc Cô ấy nói thêm, nhiều nạn nhân đang được hô hấp nhân tạo và cởi bỏ trang phục để cho phép các bác sĩ tại hiện trường hồi sức cho họ. Họ vẫn kéo mọi người ra ngoài vì quá đông. Cô nói thêm, một nhân chứng khác, Song Si Huong, nói với CNN rằng, không gian đường phố giống như một tàu điện ngầm kẹt cứng vào tối thứ Bảy, với những người tham gia tiệc Halloween chật cứng đến mức rất khó di chuyển. Suacho, nói thêm rằng mọi người đã bắt đầu xô đẩy và có rất nhiều tiếng la hét cuối cùng cô xoay sở để đi đường vòng và chạy trốn đến nơi an toàn nhưng đã nhìn thấy mọi người leo lên các tòa nhà để sống sót cô ấy nói thêm rằng trang phục mọi người đang mặc làm tăng thêm sự nhầm lẫn cũng có một sĩ quan cảnh sát hét lên nhưng chúng tôi không thể thực sự biết là cảnh sát thực sự vì có rất nhiều người đang mặc trang phục các nhân chứng nói với cnn rằng có rất ít nếu có những nhân viên cảnh sát kiểm soát đám đông trước khi hàng loạt người bị dẫm đạp đến chết các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy mọi người chen chúc nhau kề vai sát cánh trong con phố chật hẹp đám đông không phải là bất thường đối với khu vực đó hoặc đối với người dân hán thành những người đã quen với những con đường và tàu điện ngầm chật cứng trong một thành phố gần 10 triệu dân. Sau khi các cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên đến vào khoảng 10 giờ 24 tối, các nhà chức trách đã nhanh chóng đến hiện trường, nhưng lượng người đông đúc khiến việc tiếp cận những người cần giúp đỡ rất khó khăn. Một số quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Iran, Thái Lan, Sri Lanka, Nhật Bản, Australia, Na Uy và Pháp đã xác nhận rằng công nhân của họ là một trong số các nạn nhân. Một sinh viên y tá của Đại học Kentucky nằm trong số những người thiệt mạng. Theo một tuyên bố từ hiệu trưởng trường đại học Eli Capiluto, N. Gieske, một học sinh lớp 12 đến từ Bắc Kentucky đã đi du học ở Hán Thành trong học kỳ này. Capiluto nói, Ba quân nhân Hàn Quốc cũng nằm trong số những người thiệt mạng một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với CNN: Chính phủ Hàn Quốc đã ấn định thời gian quốc tang bắt đầu ngay cho đến hết ngày 5 tháng 11. Thủ tướng Hàn Đức Chu cho biết như trên trong một cuộc họp báo. Trong thời gian diễn ra quốc tang, tất cả các cơ quan công quyền và cơ quan ngoại giao sẽ treo cờ rủ. Ông Hàn cho biết thêm rằng tất cả các sự kiện không khẩn cấp sẽ bị hoãn lại. Các công chức viên chức của các cơ quan công quyền sẽ đeo giải băng để chi buồn trong thời gian diễn ra quốc tang. Vụ thảm sát tại Mogadishu Sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 10, Đức Thanh Cha nói Trong khi ăn mừng chiến thắng của Chúa Kitô đối với cái ác và sự chết Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Mogadishu, giết chết hơn 100 người, trong đó có nhiều trẻ em. Xin Chúa hoán cài trái tim của những kẻ bạo lực. Hai vụ nổ bom xe tại Bộ Giáo dục Somalia đã làm rung chuyển thủ đô Mogadishu vào hôm thứ Bảy 29 tháng 10, thổi bay cửa sổ của các tòa nhà gần đó. Nhóm cực đoan Al-Shabaab, có liên hệ với al qaeda thường nhắm vào thủ đô và kiểm soát nhiều vùng của đất nước đã lên tiếng nhận trách nhiệm đồng thời cho biết họ nhắm vào bộ giáo dục nó tuyên bố bộ này là một căn cứ của kẻ thù nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia không theo đạo hồi và cam kết loại bỏ trẻ em somali khỏi đức tin hồi giáo vụ nổ đầu tiên tấn công bộ giáo dục gần một ngã ba đông đúc ở mogadishu Vụ thứ hai xảy ra khi xe cấp cứu đến và mọi người tập trung để giúp đỡ các nạn nhân. Sóng nổ đã đập vỡ các cửa sổ ở khu vực lân cận. Máu phủ đầy đường băng ngay bên ngoài tòa nhà. Tổng thống Hassan Sheikh Mohammed cho biết rất nhiều người bị thảm sát bao gồm những người mẹ đang ôm con trong tay những người cha mắc bệnh những sinh viên được gửi đi học, những doanh nhân đang phải vật lộn với cuộc sống của gia đình họ. Chúng tôi yêu cầu các đối tác quốc tế và người hồi giáo trên khắp thế giới cử bác sĩ của họ đến đây, vì chúng tôi không thể đưa tất cả nạn nhân ra nước ngoài điều trị, ông nói. Vụ tấn công diễn ra cùng địa điểm với vụ đánh bom lớn nhất Somalia, khiến hơn 500 người thiệt mạng vào tháng 10 năm 2017. Mogadishu là thủ đô chính thức của Somalia và là một thành phố thương mại lớn trên bờ biển Phi Châu. Mogadishu là một chiến trường lớn trong cuộc nội chiến Somali, tàn phá đất nước từ năm 1991 đến năm 2012. Kể từ đó, thành phố đã trải qua một thời kỳ tái thiết nhanh chóng, bao gồm một sân bay quốc tế hoàn toàn mới, đường trải nhựa, khách sạn mới và đại sứ quán được tài trợ bởi cộng đồng Somalia hải ngoại và cộng đồng quốc tế. Một cuộc nội chiến tàn khốc đã hủy hoại thành phố xinh đẹp một thời này, chỉ để lại chút tàn tích. Bắt đầu từ năm 1991, các lực lượng Hồi giáo, gia tộc hoặc lãnh chúa liên kết với nhau đã kiểm soát các khu vực khác nhau của thành phố. Năm 2006, Liên minh các tòa án Hồi giáo gọi tắt là UIC – đã nắm toàn quyền kiểm soát, thực hiện phiên bản khắc nghiệt của luật hồi giáo. Cùng năm đó, Ethiopia đã gửi quân đến giải phóng đất nước với sự giúp đỡ của các chiến binh địa phương. UIC đã bị lật đổ và sau đó là sự phục hồi của chính phủ liên bang chuyển tiếp do phương Tây hậu thuẫn. Khi các lực lượng Ethiopia rút lui vào năm 2009, nhóm hồi giáo cứng rắn Al-Shabab cũng được thành lập từ lực lượng dân quân UIC đã nhìn thấy cơ hội. Al-Shabaab bắt đầu dần dần nắm quyền kiểm soát Mogadishu, khiến chính phủ chỉ còn kiểm soát được một vài khu vực nhỏ bé. Một cuộc phản công được sự hỗ trợ của quân đội Liên minh Phi Châu và Kenya đã xóa sổ thành phố của các chiến binh vào tháng 8 năm 2011. Các vụ đánh bom và xà súng vẫn còn phổ biến nhưng chiến tranh công khai đã không còn nữa. Tình trạng thiếu lương thực lớn và hàng nghìn người tị nạn đã gây căng thẳng lớn. Điều cần biết Mỗi ngày trong 8 ngày đầu của tháng 11, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá nhường cho các linh hồn người công giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qua đời trong 8 ngày đầu tiên của tháng 11. Ấn bản mới nhất của Cẩm Nang về ơn xá cho chúng ta biết cách thức như sau. Khoản 29 Một ơn toàn xá chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục được trao cho các tín hữu nào. Thăm viếng một nghĩa trang và cầu nguyện với lòng mộ mến, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ cho người quá cố vào mỗi ngày, bất kỳ ngày nào từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11. Viếng một nhà thờ hoặc một nhà nguyện và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính vào ngày lễ các linh hồn, hoặc theo quyết định của đấng bản quyền vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ trọng kính các thánh nam nữ. Người công giáo cũng có thể được hưởng ơn xá trong suốt thời gian còn lại của một năm trong các trường hợp sau. Một ơn tiểu xá chỉ áp dụng cho các linh hồn trong luyện ngục được trao cho những tín hữu. Thăm viếng một nghĩa trang với lòng mộ mến và cầu nguyện, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ cho người quá cố. Sốt sáng đọc kinh sáng hay kinh tối từ sách nghi thức cho kẻ chết hoặc lời cầu nguyện an nghỉ muôn đời. Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. Các điều kiện để được hưởng ân xá là làm các việc đã dạy ở trên trong khi ở trạng thái có ân nghĩa với Chúa, xưng tội trong vòng 20 ngày, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, không vướng mắc tội lỗi dù là tội nhẹ, dục lòng yêu mến Chúa và xa lánh tội lỗi. Huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 10. Chủ nhật 30 tháng 10, giáo hội trên toàn thế giới cử hành Chủ nhật thứ 31 mùa quanh năm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Sa Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức giê -xu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức giê -xu. Vì người sắp đi qua đó. Khi Đức giê -xu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông, Này ông gia kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người thấy vậy mọi người sầm sì với nhau nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ ông gia kêu đứng đó thưa với chúa rằng thưa ngài tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì tôi xin đền gấp bốn đức giê mới nói với ông ta rằng Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức thánh cha nói: Cari <laughs> fratelli e sorelle, buongiorno. Hôm nay trong phần phụng vụ, tin mừng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu là người đứng đầu những người thu thuế ở thành Jericho. Ở trung tâm của trình thuật này là động từ tìm kiếm. Anh chị em hãy chú ý động từ này tìm kiếm. Gia Kêu đang tìm kiếm xem Chúa Giêsu là ai. Và sau khi gặp ông Gia Kêu, Chúa Giêsu nói: "Có người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Chúng ta hãy tập trung một chút vào hai ánh mắt tìm kiếm này. Ánh mắt của ông Gia Kêu đang tìm kiếm Chúa Giêsu và ánh mắt của Chúa Giêsu đang tìm ông Gia Kêu ánh mắt của gia kêu ông ta là một người thu thuế tức là một trong những người do thái đã thu thuế thay mặt cho những người cai trị roma một kẻ phản bội quê hương và lợi dụng địa vị của mình vì vậy gia kêu đã trở nên giàu có bị ghét bỏ bị thù hận bởi tất cả những điều này và bị coi là một người tội lỗi Bản văn nói rằng ông ta thấp bé về tầm vóc và điều này có lẽ cũng ám chỉ đến nền tảng bên trong của ông ta đến cuộc sống tầm thường không trung thực của ông ta với cái nhìn luôn hướng xuống phía dưới nhưng điều quan trọng là ông ấy thấp bé chưa hết Gia Kiều muốn gặp Chúa Giêsu có điều gì đó đã thúc đẩy ông ta đến gặp Ngài Phúc âm nói, ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Ông trèo lên một cây sung, gia kêu kẻ thống trị mọi người, tự biến mình thành lố bịch và làm một việc thật khôi hài để gặp Chúa Giêsu. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng hạn, một bộ trưởng kinh tế trèo lên cây để xem xét một điều gì đó, ông ta có thể sẽ bị chế giễu Và Gia Kiêu đã liều mình cho thiên hạ chê cười để gặp Chúa Giêsu Ông tự làm cho mình trông thật lố bịch Gia Kiêu, bất chấp sự thấp hèn của mình, cảm thấy cần phải tìm kiếm một cách nhìn khác. Đó là cách nhìn của Chúa Kitô ông vẫn chưa biết Ngài. Nhưng ông đang chờ một ai đó giải thoát ông khỏi tình trạng của mình, là thấp hèn về mặt đạo đức để đưa ông ta khỏi vũng lầy của mình. Đây là điều cơ bản. Gia kêu dạy chúng ta rằng, trong cuộc sống không bao giờ có chuyện tuyệt vọng hoàn toàn, không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ. Chúng ta luôn có thể tìm thấy không gian cho mong muốn bắt đầu lại, khởi đầu lại, hoán cải, thay đổi, bắt đầu lại, hãy bắt đầu lại. Và đây là những gì gia kêu làm. Về phương dựng này, khi cảnh thứ hai có ý nghĩa quyết định, cái nhìn của Chúa Giêsu. Ngài được Chúa Cha sai đến để tìm kiếm những kẻ hư mất. Và khi đến Jericho, Chúa Giêsu đi ngang qua cây nơi Cha kêu đang đứng. Tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu nhìn lên và nói với ông: Ông gia kêu, mau xuống đi vì hôm nay tôi phải ở nhà ông đó là một hình ảnh thực sự đẹp, bởi vì nếu Chúa Giêsu phải nhìn lên, có nghĩa là ngài đang nhìn gia kêu từ bên dưới. Đây là lịch sử của ơn cứu rỗi. Thiên Chúa chưa bao giờ coi thường chúng ta, chưa bao giờ. Thiên Chúa chưa bao giờ làm nhục chúng ta, chưa bao giờ. Thiên Chúa chưa bao giờ đánh giá chúng ta. Chưa bao giờ. Ngược lại, người hạ mình đến mức rửa chân cho chúng ta, từ dưới nhìn lên chúng ta và khôi phục nhân phẩm cho chúng ta. Theo cách này, cuộc gặp gỡ bằng ánh mắt giữa ông Gia Kêu và Chúa Giêsu dường như gói gọn toàn bộ lịch sử cứu độ nhân loại với những đau khổ của mình tìm kiếm ơn cứu chuộc nhưng trước hết thiên chúa với lòng thương xót tìm kiếm tạo vật để cứu nó anh chị em thân mến chúng ta hãy nhớ điều này ánh mắt của thiên chúa không bao giờ dừng lại ở quá khứ đầy lỗi lầm của chúng ta nhưng nhìn với niềm tin tưởng vô hạn vào những gì chúng ta có thể trở thành và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình là những người thấp bé không đối phó nổi với những thử thách của cuộc sống và kém xa so với những đòi buộc của tin mừng sa lầy vào những vấn đề và phạm tội lỗi thì Chúa Giêsu luôn nhìn chúng ta với tình yêu thương người nhìn chúng ta như nhìn ra kêu Chúa Giêsu đến với chúng ta người gọi tên chúng ta và nếu chúng ta chào đón ngài Chúa Giêsu sẽ đến nhà của chúng ta sau đó chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào để chúng ta nhìn lại chính mình chúng ta có cảm thấy bất toàn và cam chịu không hay chính xác là lúc đó lúc cảm thấy thất vọng chúng ta có tìm kiếm cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không và sau đó chúng ta có cái nhìn nào đối với những người đã sai lầm và những người đang đấu tranh để vực dậy từ lớp bụi của những tội lỗi của họ đó có phải là một cái nhìn từ trên cao đánh giá coi thường và loại trừ hãy nhớ rằng nhìn xuống ai đó chỉ có thể là chính đáng nếu chúng ta nhìn xuống để giúp họ đứng dậy chỉ trong trường hợp đó mà thôi chỉ trong trường hợp như thế mới là chính đáng khi nhìn từ trên cao xuống. Nhưng chúng ta, những người Kitô hữu phải có cái nhìn của Chúa Kitô đứng nhìn từ bên dưới, người tìm kiếm những người hư mất với lòng trắc ẩn. Đây là và phải là cái nhìn của giáo hội. Luôn luôn là cái nhìn của Chúa Kitô không phải cái nhìn lên án. Chúng ta hãy cầu nguyện với mẹ Maria mà Chúa đã nhìn vào lòng khiêm nhường và chúng ta hãy xin mẹ ban cho ân sủng là có một cái nhìn mới về bản thân và người khác. Angelus Maria. Et Spiritus Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et canticilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Tutti ne efficiamur promissionibus Christi. Gratiantua in questo motumine mentibus nostis infunde ut qui angelum ansiante Christi fili tua incarnazione in cohibium per passionem et usus et clucem a resurrectionis gloriae per ducamur per Christum Dominum nostrum Amen Gloria Patri Figlio, te Spiritu e Santo. Sicuterati in principio, etnunca e sempre, et in secula seculorum, amen. Gloria patria, et figlio, te Spiritu Santo. Sicu in principio etnunca sempre, et in secula seculorum, amen. Gloria Patri et figlio, te spiritu e santo. Sicu in principio e te sempre, et in seculate seculorum, amen. profidelibus defuntis requiem et terlandona eis Domine et lus perpetua luce deis requiem cant in pace Amen sit nomen Domini benedictum es hoc nunque tusque in saeculum aiutorum nostrum in nomine Domini qui fecit celum et terram benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen, Amen. Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói thêm như sau: Anh chị em thân mến, trong khi ăn mừng chiến thắng của Chúa Kitô đối với cái ác và sự chết, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Mogadishu, giết chết hơn 100 người, trong đó có nhiều trẻ em. Xin Chúa hoán cải trái tim của những kẻ bạo lực và chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Chúa Phục sinh cho những người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã chết ở Hán Thành do hậu quả bi thảm của một đám đông đột ngột có quá nhiều người. Hôm qua, tại Medellin, Colombia, chân phước Maria Berenice Duque Hanker, người sáng lập dòng nữ tu truyền tin đã được phong chân phước. Sơ ấy đã dành tất cả cuộc đời dài của mình kết thúc vào năm 1993 để phục vụ thiên chúa và các anh chị em của mình, đặc biệt là những người nhỏ bé và bị loại trừ. Xin cho lòng nhiệt thành tông đồ của sơ đã thúc đẩy sơ mang sứ điệp của Chúa Giêsu vượt qua ngoài biên giới của đất nước mình, củng cố trong mọi người lòng khao khát tham gia với lời cầu nguyện và lòng bác ái vào việc phổ biến tin mừng trên khắp thế giới xin mọi người một tràng pháo tay cho vị chân phước mới. Tôi chào anh chị em, những người Roma và những người hành hương đến từ các quốc gia khác, các gia đình, các nhóm giáo sứ, các hiệp hội, các cá nhân tín hữu. Đặc biệt, tôi xin chào anh chị em từ Tây Ban Nha, các tín hữu từ Cordoba và dàn hợp xướng Ophion, Donostiara từ San Sebastian, nơi đang kỷ niệm 125 năm hoạt động. Các cô gái và chàng trai của phong trào Hakuna, nhóm Sao Paulo, Brazil, và các giáo sĩ Indonesia và các tu sĩ nam nữ cư trú tại Roma. Tôi chào các thành viên tham gia hội nghị được tổ chức bởi mạng lưới Unicef Vitae trên toàn thế giới và bởi Lumsa, cũng như các trẻ em từ Napoli, Chuẩn bị rước lễ lần đầu và các nhóm tín hữu từ Magreta, Nocera, Inferiore và Nador và những người trẻ tuổi của phong trào Immacolata. Chúng ta đừng quên đất nước Ukraine tử vì đạo trong lời cầu nguyện của chúng ta và trong đau khổ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Đừng bao giờ mệt mỏi khi làm như vậy. Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật nhiều may mắn và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày lễ các thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến, và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.